Anh sai trường thì em không chịu nổi. Tao cũng vô cây hát nhét rồi. Thấy không? Ý là nó là ủng hộ cái mọi thứ thần. Ok, bây giờ nhà sĩ hát một bài đi chưa? Em cũng đúng không? Hát. Thôi bây giờ hát bài Ngại Ngùng đi anh. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Hay là một bài Cơn Mê Tình Ái. Rồi trời, nói chung là âm nhạc thì chị biết nhiều lắm rồi. Muốn bài nào? Muốn bài nào? Cứ điều hát dở thôi. Đừng đổi không khí không chị? Đây không khí ạ. Yeah. Bữa chị hát đó. Ai sẽ là em hả? Không, bài cha cha gì đó. Ai sẽ là em? Thôi, em sẽ là em nha quý vị. Hát bài đó vui á. Hát cái bài nhảy không? Có nhảy không? Nhảy luôn hả? Ừ. Bài nhảy không? Dạ. Cho ly rượu đi nè. Dạ. Sĩ nó giao cái gì? Nhảy đi. Con sợ cái đầu. Tư bốn. Để nghe anh Sang lên nhảy với bạn nè. Cha cha cha, bài tango nha. Không phải nha. Giấu đi xa nhảy nha. Giấu đi xa luôn. Giấu đi xa. Rồi nhảy đi em. Chị hai. Giấu đi xa là vui nhảy mà. Đây nè. Đó là nhảy đi chạy đi. Đi, 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 đi,
Wow. Học về đây đi. Trời ơi, bây giờ muốn mượn hả mẹ luôn rồi. Hay quá chị Hằng ơi.